Xin chào các bạn đã đến với kênh Doja Xin Review. Hôm nay mình sẽ review một tập ngắn của Xin nhé. Cùng bắt đầu thôi. Tập phim, nhà sản xuất cho thần tượng Karama đang đi về sau khi học thêm tiếng Anh xong ở trung tâm thì một cô bạn học cùng chạy đuổi theo cậu ấy để đưa Karama cây bút cậu để quên. Bạn nữ này tên là Sera và Karama muốn mời cô một ly nước ép thay cho lời cảm ơn và cô đã đồng ý. Rồi cả hai ngồi lại một công viên nhỏ để uống. Sera hỏi Karama nữa lớn lên cậu muốn làm gì cô thì muốn trở thành một thần tượng. Nghe vậy Karama định trả lời thì xin từ đâu chui ra nói cậu muốn trở thành chó xù đồ chơi. Karama thấy xin thì vô cùng hoang mang, xin lại nói tiếp khi cu cậu trở thành chó thì sẽ được các chị gái xinh đẹp gội đầu cho. Sau đó thì xin lại thản nhiên uống nước ép của cậu bạn xui xẻo và khen nó khá ngon đấy. Xe ra hỏi xin là bạn của Karama à thì Karama nói chỉ là bạn cùng lớp thôi. Rồi xin bắt đầu tự giới thiệu bản thân và bỗng lúc đó Bo cũng xuất hiện từ sau chiếc ghế bên chỗ Karama ngồi. Thấy vậy nên Karama cũng đành giới thiệu cả Bo với Seja. Seja cũng tự giới thiệu bản thân và làm một màn giới thiệu rất dễ thương làm Bo và Karama đều bị hớp hồn. Cô nói muốn trở thành một thần tượng đóng vai trò tích cực cho thế giới tương lai. Karama nghe xong thì tưởng tượng đến cảnh Seja khi lớn và trở thành một thần tượng nổi tiếng trong tương lai và cậu hỏi Seja cậu có thể làm nhà sản xuất cho cô ấy được không? Seja nghe vậy thì rất vui lao đến bắt tay Karama. Xin thấy thế liền hỏi nhà sản xuất là Karama sao? Karama liền nói chính xác và nói một người dễ thương như Seja thì cần một nhà sản xuất giỏi như cậu. Seja hỏi nhà sản xuất là gì vậy vì cô ấy cũng chưa biết nữa làm Karama té ngửa luôn. Karama đứng dậy định giải thích với Seja thì Shin Chen vô hỏi nhà sản xuất có phải là người chuyên ép rau và trái cây không? Karama nói không và nói nhà sản xuất là tìm cách để có thể bán được các tác phẩm cứ Seja. Nghe vậy xin lại sắn tới hỏi vậy làm sao để bán cậu cứ hỏi liên tục làm karama phát cáu nói giờ cậu mới đang nghĩ nè. sera hỏi karama giờ cô nên làm gì đây karama nói là thần tượng thì chỉ cần ánh hào quang thôi xin nghe thế thì tưởng cu cậu là thần tượng làm karama phát cáu nữa Seiza cũng lo lắng không biết liệu cô có ánh hào quang hay không nữa rồi Seiza nói với karama là cô muốn đến hazajuku karama hỏi sao cô tự nhiên lại muốn đến đó thì Seiza nói các thần tượng đều thường đến azajuku để lập nghiệp mà rồi cô với xin năn nỉ Karama đi đi nhưng Karama lại sợ mẹ cậu lo lắng vì Hazajuku ở khá xa nhưng xin lại nói nó rất gần mà. Cơ mà thật ra đó là tên của một cửa hàng bánh kép tại Kasukabe nhưng đã đến đây rồi thì xin và Seiza cũng thấy đói. Karama vội nói họ đến đây không phải để ăn bánh kép đâu nhưng xin và Seiza lại năn nỉ cậu cho họ ăn một cái thôi. Bồi thêm từ nhà sản xuất nữa thì Karama khó mà từ chối được. Rồi thế là họ đã mua một cái bánh kép bằng tiền của Karama. Khi Shin đang định ăn thì bị Karama giật lại và nói phải cho Sera ăn trước. Sera lấy bánh và cảm ơn Karama làm cậu ta ngại ngùng còn Shin thì thấy vậy cạn lời luôn. Cứ tưởng thần tượng phải ăn nho nhã lắm. Cơ mà chỉ trong chưa đầy một nốt nhạc thì Sera đã xử xong cái bánh kép trước sự dững sờ của đám Xin. Bỗng Sera nói với Karama rằng có người theo dõi cô nãy giờ và cô nghĩ có lẽ đó là người do thám. Bỗng nhiên người đó đứng dậy và đi lại chỗ họ. Karama thấy vậy thì lúng túng không biết nên làm gì thì Seja nói cô sẽ thu hút người đó bằng một bài hát. Cơ mà khi Seja cấp tiếng hát bài con ếch lên thì Karama đã mém té xỉu, cậu vội ngăn cô dừng hát đi. Còn Bo và Shin thì đã xỉu luôn rồi. Đúng lúc đó người đó đi đến, là đàn ông trông khá trẻ. Chú ấy muốn hỏi Seja một chuyện nhưng chưa kịp nói thì Seja đã tự giới thiệu bản thân luôn rồi. Chú ấy nói con gái chú ấy bằng tuổi Seja nên sinh nhật sẽ muốn được tặng gì nhỉ? Karama hỏi chú đó sao lại theo dõi bọn họ. Chú ấy có vẻ không hiểu lắm thì Karama nói với tư cách nhà sản xuất của Seja cậu hỏi chú ấy theo dõi họ để làm gì. Chú ấy liền nói chú chỉ muốn biết quà sinh nhật cho con gái của chú thôi. Chú không biết nên tặng quà gì cho cô bé. Cơ mà ra bằng tuổi con chú nên hỏi cô và lựa quà sẽ dễ dàng hơn. Thế là sau khi tư vấn xong cho chú kia thì cả đám tiếp tục nói chuyện. Karama nói thần tượng thường nổi bật như vậy đấy. Cơ mà về hát thì đám xin chẳng biết nói sao ra hỏi bộ cô hát giờ lắm à? Rồi ra hỏi họ nên làm gì tiếp theo giờ. Karama nói giờ họ đang làm việc cùng nhau nên họ hãy cùng thực hành biểu diễn trước nhé. Sau đó cả đám tập luyện trên một cái sân khấu nào đó mình cũng chẳng biết nữa. cả đám thực hành múa nhảy hát. ra là nghệ sĩ chính. đám xin thì ở phía sau cầm đèn led sụp bọt thôi. Do biểu diễn tập luyện hăng say quá mà cả đám không biết từ lúc nào đã có rất nhiều cô chú đi đường dừng lại xem. Mọi người đều vỗ tay khen họ và cho ra bánh kẹo rất nhiều. Bố thấy vậy thì hỏi thế là trở thành thần tượng rồi hả? Karama nói so với tưởng tượng về thần tượng của cậu thì hơi khác một xíu nhưng cũng ổn thôi. Rồi Karama nghĩ chắc họ cũng nên đi thôi. Xe ra lúc này thì đang kêu gọi mọi người hãy ủng hộ cô nhé. Thế là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.